Trong tiết mục tìm hiểu hôm nay, kính mời quý tín giả lắng nghe đề tài Nhận thức phẩm chất tuyệt vời của thú vật Chó rất có ích cho việc trị liệu vì nó biết người nào cần tình thương Ví dụ như có những chương trình trong nhà thương, trong các viện người già, viện nhi đồng Họ mang chó vô, chỉ để thương những người này Người nào được chó để chân lên hay liếm là thấy khỏe lại rất nhiều Vì họ cảm thấy được thương Thú vật thương vô điều kiện, dù không bao giờ gặp lại quý vị, nó vẫn cho quý vị tất cả, cho trọn vẹn, chó thương ai thì nó ním người đó. Chó, mèo, đặc biệt, biết được chuyện gì xảy ra một cách rõ ràng. Nó đến sờ người nào, đang cần sờ, chó đi thăm các viện, nhà thương, là những con đã được huấn luyện rồi, cho nên chúng không hư hỏng nghịch ngợm, chúng chỉ tới thăm những người già cả, hay trẻ con hay những người bệnh nan y làm cho họ cảm thấy dễ chịu, bệnh nhân thích nắm nên họ thường hay yêu cầu thêm. Vì loài chó có tài này là nó có thể tỏ tình thương mà không cần phải nói hay làm gì cả. Còn chúng ta nói tôi thương anh, thương cô cả ngày mà vẫn chẳng ai tin, có lẽ vì chúng ta nói mà không có ý. Đa số người không biết trong đầu chó nghĩ gì vì chó không biết nói, ngay cả người với nhau mà còn không hiểu. Cho nên con người muốn hiểu bên trong của một con chó là một điều rất khó. Vì vậy, sau một thời gian có người nói, con chó này không tốt, rồi đuổi nó đi. Nhà chứa thú vật đầy chó trong đã sẵn sàng chờ chết. Nếu không có người đem về nuôi, thì chỉ cần một ngày tới, một tuần là có thể bị giết. Con người không chịu đợi mà chỉ muốn giết cho xong. Họ không hiểu nó là một chúng sinh, rồi sau một thời gian nó hư thân bẩn thỉu không chịu huấn luyện đoàng hoàng để nó hư hỏng rồi chán vì nó gặm bàn ghế vật dụng trong nhà đa số mọi người không ai biết rằng chó cần đồ chơi chó cũng cần bạn cần chơi với chủ chứ không phải chỉ có ăn rồi canh nhà ngay cả chó giữ nhà cũng cần phải có tình thương như bất cứ ai nhất là khi quý vị đem về nhà một con mèo hay một con chó hoang chúng nó sẽ đáp lại bằng cách nhận quý vị là bạn là người nhà của nó nhiều khi nó còn thương mình tha thiết hay ít nhất cũng thích quấn quýt bên mình cho nên nếu là bạn chủ của nó mà quý vị không để ý tới nhu cầu tình cảm của nó thì đương nhiên nó sẽ phá phách buồn bã lớn lên không có phép tắc kỷ luật gì cả rồi chúng ta lại trách nó là xấu xa hư đốn làm sao một con chó có thể ngoan ngoãn nếu suốt ngày cứ bị xích cổ ngồi ngoài nắng không đi đâu được không làm gì được không có bạn không có tình thương chỉ có đồ ăn thôi ngay cả loài người chúng ta cũng không thể sống chỉ vì thức ăn hơn nữa chúng ta cũng còn biết nhiều thứ để làm muốn làm gì còn làm được có nhiều cách để giải khuây cho khỏi cô đơn vậy mà vẫn còn than phiền là cô đơn không có ai vân vân chúng ta có nhiều cái để chọn, sinh hoạt nhiều ít gì cũng được, nhưng chó không thể làm như vậy. Nếu quý vị cột nó vào gốc cây thì nó phải làm sao đây? Hoặc già quý vị nhốt nó trong cuối cả ngày cho tới khi tối trời quý vị đi làm về, hay khóa nó ở trong nhà ngày 18 tiếng, thì làm sao đây? Về tới nhà mới cho nó một chút đồ ăn, vỗ đầu nó nói, ngoan lắm, rồi đi ngủ. Cho nên rất nhiều người mang chó, mang mèo về coi nó như một món đồ chơi, nhưng đâu phải vậy, nó là những chúng sinh tuyệt vời, nó rất nhiều tài năng mà chúng ta không có. Con người không nhận ra điều này nên đối đãi thú vật thật là tội nghiệp. Trong thánh kinh, Thượng Đế nói rằng: Ta sẽ tạo thú vật để giúp đỡ các con, nghĩa là làm bạn của chúng ta. Do đó mà chúng ta không bao giờ nên ăn thịt hay đối đại tệ bạc đối với chúng, vì mục đích Thượng Đế sinh ra thú vật là để giúp đỡ chúng ta, giúp bằng nhiều cách, tự như người chăn cừu. Nhưng quý vị phải huấn luyện theo đặc tính chuyên môn của nó. Ngay cả người chăn cừu cũng phải huấn luyện họ cách chăn giữ cừu của quý vị chứ. Đa số người ta dạy chó đi săn, đi giết, vân vân. Những thứ này không tốt. Nếu họ bỏ chó ra ngoài săn, không trông nom săn sóc, nó có thể bị bỏ chét, rất là đau khổ. Nhưng vì chó không biết nói, không thể tự săn sóc cho mình, nên chỉ còn cách là lệ thuộc vào chủ mà thôi. Vì rất trung thành cho nên nó không đi đâu cả, dù là cầu cứu. Thành ra nếu chúng ta là người duy nhất có trách nhiệm mà lại bỏ bê nó, thì tàn nhẫn quá. Đó không phải là người. Nếu quý vị không muốn chúng thì đừng nuôi còn nếu nuôi rồi thì phải đối xử với chúng đàng hoàng tử tế